Xin kính chào tất cả quý khách hàng yêu quý của Hiền Kim. Rất vui được gặp lại tất cả các bác, các anh, các chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu một chiếc xe Kia Cerato bản full option 2.0, sản xuất cuối 2016, xe chạy 5.8 chính chủ. Và em đang chào bán tại showroom có giá là 495 triệu. Các bác, các anh, các chị nếu có nhu cầu tham khảo tìm hiểu chiếc xe Kia Cerato bản 2.0 full option này xin liên lạc cho em qua số hotline 0978607555 hoặc 0941337888. Chất lượng xe thì bên em cam kết đảm bảo bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và bây giờ em kính mời tất cả các bác, anh, các chị cùng đón xem chi tiết chiếc Kia Cerato bản 2.0 này vừa mới về đẹp như thế nào nhá. Rất là đẹp luôn. 2.0 là phiên bản đầy đủ, cũng là phiên bản cao cấp nhất, cũng là phiên bản đắt tiền nhất của dòng Kia Cerato. Nội thất thì trang bị tất cả những cái cần và đủ, như là gương cục tự động này, ghế nhớ hai vị trí này, rồi là ghế chỉnh điện này, có cân bằng điện tử này, xe chạy 5.8, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng, chế độ ga tự động, đề nổ thông minh. Có cửa sổ trời, có màn hình theo xe, có camera lùi, có điều hòa tự động. Đây ạ, nội thất màu kem đây ạ. Ừ, lốp láp còn rất là đẹp các bác, anh, các chị nhá. Nguyên chỉ cánh, không mất phân nào, từ cánh trước có cánh sau, 4 cánh đầy đủ. Em sẽ quay qua khoang động cơ. Nếu bác nào thích mà 2.0 nó mạnh mẽ hơn một chút, 1.6 thì bảo sợ nó hơi yếu, thì chúng ta đi 2.0 cho nó khỏe khoắn các bác nhé. Về phần máy, em cam kết máy số zin, máy zin, zin từng con ốc một. Xe không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy, máy số zin. Chiếc xe này thì bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Thì các bác, anh, các chị mua xe thì có luôn hồ sơ để có thể sang tên đổi biển. Cerato 2.0 sản xuất cuối 2016, giá tiền chỉ có 495 triệu. Các bác, anh, các chị nếu có nhu cầu thì xin vui lòng đến trực tiếp showroom là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Nhớ ấn nút đăng ký, nút theo dõi kênh của em để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.